Xin chào các bạn rồi. Tiếp theo mình sẽ review với anh em cái con dao nhíp dùng để làm vườn, là con dao này của hãng Felco. Thì cái này là cái mới, mã hàng của nó là năm Felco 511. Trong một cái loạt mới loại dao như vậy thì Felco họ có ba kiểu. Ba kiểu này trong các clip trước mình đã giới thiệu, ví dụ như cái con này, con dao này cán nhựa, lưỡi cong, lưỡi thẳng bo cong, cái này là dùng để chiết ghép cành mà nó có cái lưỡi để vắt bát ở chỗ này. Đó. Rồi cái cây có cây thứ ba là cây này. Thì cây này là cái lưỡi, nó là lưỡi co thẳng mà bo cong phía trên nó khá khá giống giống với lại con dao mà anh em đã biết, đã từng biết là con này. Con này thì bản thân là cái lưỡi để nó vắt thành cái lưỡi mác như thế này. À, thì con này là cái con mà lưỡi bo cong tròn, bo cong phía trên. Thì cái này Felco họ sản xuất tại Ý, bạn thấy là made in Italia ở đây. Có mã vạch ở đây thì nó có rất là nhiều thông tin chi tiết, thì các bạn có thể truy cập vào website minatool.com để các bạn coi thì nó dễ hơn. Họ đóng gói cũng rất là đơn giản như vậy thôi, bỏ túi vậy thì vì nó bằng gỗ nên là nhìn nó có vẻ rất là nghệ thuật như vậy. À, thì bạn thấy cái lưỡi này, lưỡi nó bo cong bên trên này nó rất là bầu, rất là lớn như vậy. À, phía bên dưới này cũng bo cong này, lưỡi ở đây cũng bo cong, bên này trên này bo cong theo kiểu này, còn cái lưỡi con dao kia là nó theo kiểu hình lưỡi mác. Thì trong trường hợp bạn tách tỉa hoặc là bạn gọt cây, gọt cành thì nó sẽ dễ hơn, nó bo cong như thế này thì bạn dễ hơn. Bạn lấy cái mũi này, mũi là mũi nhọn, mũi nhọn là bạn tỉa, bạn làm vườn thì bạn tách bóc nó sẽ dễ hơn. Thì nó chỉ khác với cây kia, tức là cái cán này nó sẽ làm bằng gỗ, nhìn nó có vẻ nghệ thuật, và nó cũng có hai cái lá đồng ở trong đây để cho bạn khi bạn bóp vào này nó giữ, nó giống như cái lò xo này nó giữ. Đó, như vậy. Thì cái lưỡi là bằng thép trắng, tức là bằng inox ấy, mà độ cứng của nó là tới 54 HRC, tức là rất là cứng. Đối với chúng ta làm vườn nó rất là cứng, so với lại việc làm kim loại thì có thể nó lên tới 265 HRC, nhưng thằng này là 54. Thì cái mài phía mặt dưới đây, mặt mặt dưới của con dao này nó mài, họ để phẳng, mài phẳng, bạn thấy nó mài phẳng này, mài phẳng. À, còn phía bên đây ấy, bắt đầu họ mới vát vào giống như kiểu lưỡi bào vậy đó, họ mài mỏng từ mỏng dần từ đây qua đây dạng hình nêm ấy. Thế nên là để bạn gọt nó rất là dễ. Thì cái cách thức họ chế tạo là như vậy. Thì con dao này nó có giá là 1,4 triệu, là con dao đầu tiên về Việt Nam mình nhập mẫu á, về để có đồ để làm review. Thì dần dần là mình nhiều người dùng, nó bắt đầu nó mới phổ quát trở lên, tùy theo phản ứng thế nào đấy thì nó phải có một cái thời gian để trải nghiệm, mình đủ dùng dụng cụ đồ nghề thì mình phải dùng một thời gian rồi bắt đầu mình mới nhận xét được. Chứ còn ai bán thì cũng sẽ nói là nó tốt thôi, nhìn còn ông bà mình nói thì có nghĩa là tiền nào thì nó là của nấy. Thì nó có rất là nhiều thông tin chi tiết khác nữa, như mấy cái đinh này là bằng tán đinh đồng, gỗ này là gỗ gì, ABCZ gì đấy, thì anh em có thể truy cập vào website thì anh em đọc thì nó sẽ đầy đủ hơn. Mình có ghi rất là chi tiết ở trong đấy. Và giá con này là 1,4 triệu. Tuyệt đẹp.